Hôm nay có cái cây đàn bass mới nhập về, mình cùng với bạn của mình đến đây để thử cây đó coi nó hay cỡ nào ha. Chờ chút xíu ha, tới đây là nơi công cộng để kiểm tra. Tới rồi đây, đó công ty Yamaha đấy chưa, không biết người ta cho quay không, mà tới đây mình tắt nha. Ôi, silent bass, control bass mà là silent đó. Nó có luôn cái case nè, nó có luôn cái case nè. Case này là case của cái silent guitar, còn này là cái case của cái hộp của cái silent bass nè. Tiếng hay ha. Đó, cho xem kỹ hơn ha. Sơ soạn màu đẹp quá, màu đẹp ghê luôn, đã thiệt chứ. Đây cái chân này á, để chi mình nối dài ngắn á, là tùy cái chiều cao của mình. À mình vặn đây là mình xả, là mình luồn nó vô lại. Đó, có cái phần này đã chưa. Ở trên thế này giống như cụp đầu có dễ thương quá. Đây văn phòng của Yamaha đó, đây ông bạn đây có ai nè, bạn là người Mỹ đang đánh cái cây là SLP 300, đó là cái silent bass. Nào giờ mình nói là silent guitar ha, đây là cái silent bass. Bây giờ